Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Nghe danh thánh nữ Tử Yên đã lâu, hôm nay được gặp quả nhiên là linh tú động người. Thiếu chủ Trường Ca nói đùa, người mới là nhân trung long phụng. Có thả đường thiếu chủ mời, Tử Yên mới vinh hạnh ba đời. Không biết thiếu chủ Trường Ca tìm Tử Yên là có việc gì? Thánh nữ thấy sao? Gần đây có tin đồn, ta biết thiếu chủ Trường Ca đang tìm tung tích của Tử Dương, nhưng mà trên thực tế Tử Phủ không biết tung tích của hắn. Thánh nữ hiểu lầm rồi, nếu cố mẫu muốn tìm hắn, có một vạn cách, không cần phải mời Tử Yên thánh nữ đến gặp mặt. Tử Dương Thiên Quân câu kết với truyền thừa ma công, đã là sự thật không tránh. Cố mẫu thực sự là không dám tin Tử Phủ sẽ âm thầm bao che một chuyện tự quật, bao che chuyện tự quật mộ. Lúc trước Doanh Xương đã lộ thân phận, Thiên Hoàng Sơn chọc phải chúng nô, làm rõ lập trường mới bình lặng nửa giận. Có vết xe đổ như vậy, sao Tử Phủ có thể không rõ sự việc lặng nhẹ cơ chứ? Thiếu chủ Trường Ca nói đúng, nhưng mà Tử Yên chỉ là một thánh nữ, lời nói không có giá trị, không có quyền quyết định quyết sách của Tử Phủ. Nếu thiếu chủ Trường Ca có thể chỉ một con đường, Tử Yên nhất định là sẽ bẩm rõ lợi hại với bên trên. Không cần phải phiền phức như vậy, nếu thánh nữ Tử Yên thật sự nghĩ cho tiền đồ của Tử Phủ, khoảng thời gian tiếp theo mời ở lại đây đi. Cái gì? Thánh nữ không cần phải lo lắng, con người của cố mẫu chính trực, tin là thánh nữ cũng nghe nói qua, chỉ là nói với bên ngoài người ta đã bị giam lỏng. Giam lỏng ý gì? Thánh nữ đừng vội, tin là không bao nữa sẽ rõ. Đương nhiên là dùng ngươi câu cá. Chẳng lẽ hắn biết nội mội của Tử Phủ vì chuyện này mà âm thầm bất hòa hay sao, muốn lợi dụng ta để đàn áp Tử Phủ? Bỏ đi xem thử trước đi, dù sao hắn cũng không dám làm gì ta. Xảy ra chuyện lớn rồi, Cố Trường Ca bắt thánh nữ Tử Phủ, còn có lỡ tu sĩ Tử Phủ ở thành Huyền Võ. Thật hay giả vậy, hắn muốn làm gì? Xem ra thiếu chủ Trường Ca này vì hỏi ra tung tích của Tử Dương Thiên Quân không tiếc mọi giá rồi sao? Đây chính là dự tính của Cố Trường Ca sao? Lon quá. Lục Quán Vương đại nhân, ý trong lời này của người là chẳng lẽ hành động này của Cố Trường Ca không ổn? Bình thường bảo các ngươi động não, thế lực Tử Phủ không nhỏ. Cho dù Cố Trường Ca bắt được người đàn bà đó, cũng không dám làm gì cô ta, chẳng qua chỉ là uy hiếp mà thôi. Mà Tử Dương Thiên Quân đó tuy không bằng ta, nhưng mà cũng là thiên tài vạn cổ hiếm thấy. Lần này nếu có thể phá đi lập đi, thế nhất định là sẽ lên một tầng cao mới. Tử Phủ luôn có dã tâm rất lớn, định mở rộng, mà Tử Dương Thiên Quân chính là hy vọng của họ. Cho nên nếu không có một liều thuốc mạnh, Tử Phủ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cho nên thiếu chủ Trường Ca không nhìn thấu điểm này đã ra tay bắt người, hành động này vẫn quá vội vàng. Các ngươi nhớ, làm việc không chỉ cần có dũng, còn phải suy nghĩ sâu xa một chút. Dạ, không hổ ra, không hổ là Lục Quán Vương đại nhân. Điện hạ, ngay hai vị hoàng tử đều, người phải phấn chấn lên. Cố công tử truyền tin nói là Tử Dương Thiên Quân liên hợp với anh, người truyền thừa ma công chống đối giết chết thần hoàng tử. Mà Tử Phủ bao che cho Tử Dương Thiên Quân, một mực đối đầu với Thiên Hoàng Sơn ta, chuyện này không thể nhịn. Đều vì ta vô dụng mới không bảo vệ tốt Thanh Tiểu Y. Ta cũng phải cố hết sức của mình tìm ra Tử Dương Thiên Quân, không thể nào cứ dựa vào tên đó. Có bảo vật. Đại Thanh à, không phải là ta nói người, người phải phân rõ sợ lặng nhẹ được, được hay không? Giờ là lúc tìm bảo bối hay sao? Manh mối của Tử Dương Thiên Quân còn chưa có, ta làm gì có tâm tư mà đi tìm bảo vật chứ? Cái gì? Tinh hỏa chủng, người không nói sớm. Mau, cái đó. Đều là của ta. Tính cách hoạt bát này hơi khác biệt so với tiểu sư muội. Lúc này thời cơ không tốt lắm, nếu muốn cưỡng chế cho cô ta uống nước hồ luân hồi, e là sẽ sinh ra nhiều việc khác. Cho ta tiểu sư muội, ta giải quyết phiền phức giúp Tử Dương huynh của muội trước, thì chúng ta có thể nhận nhau rồi. Đến lúc đó bốn chúng ta có thể đoàn tụ rồi. Tử Phủ. Tiểu bối này đúng là đáng chết. Bao che Tử Dương là phái đại trưởng lão, có liên quan gì đến ta? Bắt con gái ta giam lỏng không nói, lại còn dám buông lời để ta mừng làm ông. Để ta mừng làm ông? Trưởng giáo Tử Phủ Liễu Minh, đúng thật là to gan. Có phải hắn tưởng hắn là thiếu chủ của Cố gia thì ta không dám làm gì hắn nữa? Phụ quân hạ tất phải tức giận như vậy? Giam lỏng chẳng qua là nói với bên ngoài, Tử Yên thông minh nhanh nợ sẽ không có chuyện gì đâu. Còn về mừng làm ông, đến lúc đó chúng ta thật sự ôm một đứa cháu về, vậy ai thiệt còn chưa chắc.
Phu nhân nói có lý, dù sao tiểu tử đó là người nãi đỏ tương lai của Trường Sinh Cố gia. Con nhóc vô song ở tiên triều đó hình như là cũng chưa qua cửa, nếu Tử Yên ở trước mặt của nó. Đại sư huynh, huynh đến rồi. A Dương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trên đường này ta đều nghe nói chuyện giữa huynh và người truyền thừa ma công đó? Đại sư huynh, chuyện này ta bị người ta hãm hại. Người nghe ta nói. Thì ra là vậy, không ngờ chuyện phát triển thành như vậy. Đại sư huynh, huynh phải giúp ta. Giờ ta thật sự là cùng đường rồi. Chuyện này từng vòng móc nối với nhau, không có sơ hở. Chỉ là ta vẫn có chút nghi hoặc. Tại sao lại có hai người truyền thừa ma công? Cùng với tại sao có người có thể dùng hồng mông tử khí của đại? Ta cũng không biết. Nhưng ta đã dùng thiên nhãn kiểm tra, tuy không rõ chi tiết nhưng tuyệt đối không thoát khỏi liên can với Cố Trường Ca đó. Cố Trường Ca, nhưng hắn làm thế nào làm được? Tên tiểu tử đó âm hiểm tàn độc, như là con rắn độc trốn dưới lòng đất. Quỷ mới biết hắn làm thế nào làm được. Việc gấp bây giờ là hồi phục danh tiếng của ta trước, nếu không trăm miệng khó biện. Này, vì chuyện Tử Yên bị bắt, bên trong tử phủ bất hòa càng nghiêm trọng, không ít trưởng lão đều bắt đầu thiên về bên trưởng giáo. Và lại, Tử Yên là đạo nữ tương lai của ta mà tử phủ khâm định. Giờ bị truyền ra lời đồn như vậy cho nên. Cho nên đệ muốn ta giúp đệ cứu cô ấy ra đúng hay không? Đúng vậy, với thực lực của ta, thật sự không thể nào cứu người dưới mắt của Cố Trường Ca. Ta hiểu rồi, đây cũng là cách duy nhất để phá giải cục diện. Không thể nào để tử phủ sau lưng cổ đệ bị hắn kiềm chế. Giao cho ta đi. Sư huynh, giờ chỉ có huynh giúp ta rồi, ta thật sự bất lực quá. Ta lại thua rồi. Thiếu chủ Trường Ca không thả nhường bọn ta hay sao? Thanh Ca, ta nhường còn chưa đủ nhiều hay sao? Công tử, Thanh Ca có thể không trả lời hay không? Tiếp tục, ta không tin ta sẽ thua. Không tiếp nữa, dù sao thì cô cũng không thắng được. Vậy thì chưa chắc, bỏ đi. Chân mặt của ngươi còn có chỗ để vẽ nữa, không còn chỗ để vẽ nữa rồi. Tiếp nữa, ta chỉ có thể vẽ lên người của ngươi thôi. Nói ra thì từ lúc nãy thiếu chủ Trường Ca cứ nhìn cửa mãi, có chuyện gì hay sao? Bỗng nhiên trong lòng thấy bất an, xem ra mấy hôm nay sẽ không bình yên. Tử Yên Thánh Nữ chú ý chút đi. Ta... Hay là mấy hôm nay Tử Yên Thánh Nữ dọn qua ở chung với ta đi. Ta sẽ không sinh con cho ngươi đâu. Tử Yên Thánh Nữ cả ngày cứ nghĩ chuyện tốt vậy sao? Ý của ta là cô dọn qua viện của ta, xảy ra chuyện gì ta cũng tiện tiếp ứng. Ngươi, ý ngươi là ta có thể sẽ có nguy hiểm. Nếu ta là Tử Dương Thiên Quân, lúc này chuyện cần làm tuyệt đối là phái người đến giết cô. Dù sao chỉ cần cô chết, tử phủ sẽ không còn lựa chọn. Chỗ này canh phòng nghiêm ngặt, hiển nhiên Cố Trường Ca thật sự bị thương bổn nguyên như trong lời đồn. Chỉ cần thần không biết quỷ không hay cứu Tử Yên Thánh Nữ ra, xem như không phụ sự gửi gắm của sư đệ. Dựa vào thủ đoạn của ta, người ngoài Cố Trường Ca, ngoài Cố Trường Ca ra không thể nào phát hiện ra. Mà nay hắn đã bị thương nặng, phủ đệ này ta đi lại tự do,